Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái công cụ rất là hữu ích, đó là Fibonacci. Chúng ta dùng Fibonacci để xác định những cái vùng hồi thích hợp cho các trader nào mà sử dụng những cái tín hiệu hồi lại. Thí dụ như thị trường đi lên, chúng ta chờ nó hồi xuống, rớt xuống, hồi đến một cái mức giá nào đó, chúng ta enter vào thị trường. Rất là hay. Hoặc là thị trường đang đi xuống, chờ hồi ngược lên tới một mức kháng cự nào đó, chúng ta enter sell xuống đi cùng với thị trường. Vậy mình cũng xin giới thiệu sơ lược với các bạn Fibonacci là cái gì. Fibonacci đó là tên của một nhà toán học người Ý rất là nổi tiếng các bạn, Leonardo Fibonacci. Ông ta phát hiện ra một cái dãy số ngẫu nhiên thôi, rất là hay, có một cái quy luật rất hay, bắt đầu từ con số 0 và số 1. Hai con số này cộng lại sẽ ra con số thứ ba là số 1, và tiếp theo hai con số kế bên cộng nó sẽ ra số sau, và hai số trước cộng nó sẽ ra số sau, cứ thế thôi. 3 cộng 5 bằng 8, 5 cộng 8 13, vân vân vân. Và điều đặc biệt nữa là các bạn thấy cứ một vài con số đầu tiên của dãy số này mà chia nhau, thí dụ con số trước chia số sau, sẽ ra một cái tỷ lệ là 0.61.8. Chia cách nhau một con số, 34 chia 89 nó sẽ ra là 0.382, 34 chia 144 sẽ ra là 0.236, cứ thế vân vân. Thì những cái tỷ lệ này người ta gọi là tỷ lệ vàng, và nó xuất hiện rất là nhiều ở trong tự nhiên, do đó người ta áp dụng nhiều trong hình học này, trong kiến trúc, trong thiết kế vân vân, và đặc biệt chúng ta sử dụng để áp dụng cho việc trading của chúng ta. Vậy thì có bao nhiêu loại Fibonacci? Fibonacci thì có rất là nhiều loại các bạn. Nếu chúng ta bật vào MT4 hoặc là MT5 hoặc là tất cả các platform rồi đó, người ta sẽ cung cấp cho mình rất là nhiều loại Fibonacci. Nào là Fibo Time Zone, Fibo X, Fibo Retracement, Fibo Expansion vân vân. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai loại Fibo mà mình rất thường dùng trong việc trading của chúng ta, đó là Fibonacci Retracement. Đây là một cái công cụ để chúng ta đo lường mức độ khi giá nó biến động theo một chiều hướng nào đó và nó hồi lại ở khu vực nào. Thí dụ như khi giá nó tăng thì thường thường nó hồi phục lại để nó tăng tiếp, thì nó sẽ dừng lại đâu đó khoảng 23.6%, 38.2 hoặc 61.8%, thì nó sẽ bật ngược đi lên cùng với xu hướng trước đó, và xu hướng xuống thì ngược lại ha. Và một cái Fibo tiếp theo nữa là Fibonacci Expansion hoặc là Extension, thì chúng ta dùng cái Fibo này để chúng ta đo đo lường cái nơi mà chúng ta đặt mục tiêu chốt lời. Nó cũng ở những cái mục tiêu là 0.38, 0.61 vân vân. Thì mình sẽ đi vào thực tế thị trường, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Nếu các bạn nào đã từng sử dụng Fibonacci rồi thì các bạn cũng đừng vội bỏ qua cái video này, bởi vì mình sẽ sử dụng Fibonacci nhưng mình sẽ kết hợp với Black Signal để enter trigger lệnh vào thị trường các bạn, rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem xét cặp USD CAD, chúng ta xem khung thời gian daily. Ở đây chúng ta quan sát thị trường sau khi đi xuống sideways một thời gian, và thị trường đi lên, đi rất mạnh lên. Vậy thì chúng ta cho rằng đây là một cái xu hướng đi lên rất là rõ ràng, và thị trường hồi phục xuống. Vậy thì hồi phục xuống ở mức độ nào thì thị trường sẽ bật lên? Thì chúng ta sẽ lấy Fibonacci retracement, chúng ta sẽ đo từ đáy thấp lên đỉnh cao nhất của nó, và nó hồi xuống đây. Thì thường thường á, nó sẽ hồi xuống dùng 23.6 bật lên, 38.2 50% hoặc 61.8% nó sẽ bật lên. Vậy thì ở đây các bạn thấy nó dừng lại ở dùng 50%. Theo như mình quan sát thì mình thấy vùng an toàn để enter vào thị trường thì nó thường hồi về dùng 50% hoặc 61.8% là vùng đẹp nhất các bạn. Trong những trường hợp thị trường đi theo một xu hướng cực mạnh thì nó có thể hồi về dùng 38.2 hoặc là 23.6%. Tuy nhiên những cái vùng này thì trong những xu hướng ngắn hạn thôi, chúng ta có thể bật qua khung thời gian ngắn hơn như là khung thời gian
hourly chart, không thời gian H1 hoặc là 30 phút gì đó thì nó sẽ hồi về những cái vùng này nhiều. Tuy nhiên mình thích nó hồi về vùng 50% và 61.8 mình enter vào nó an toàn hơn. Vậy thì ở đây các bạn thấy nè, nó hồi về vùng 50% và nó lên tiếp các bạn. Nó lên rất dài. Được chưa? Rồi mình ví dụ ví dụ như trong một cái xu hướng đi xuống đi, từ đây xuống đây đi xuống bật lên, mình sẽ lấy Fibonacci retracement mình đo từ trên mình kéo xuống. Vậy thì các bạn thấy nó bật lên dùng 50% và nó tiếp tục đi xuống rất xa đúng không ạ? Ok. Vậy thì mình sẽ quay lại ở ngay chỗ này, xu hướng đi lên đây. Hồi nãy mình nói rồi, vì sao mình biết xu hướng đi lên đúng không ạ? Sau khi thời gian, sau khi thị trường đi xuống và nó sideways một thời gian, phá vỡ cái vùng sideways này thì mình cho rằng đây là xu hướng đi lên, mình chờ hồi phục xuống và mình canh buy ở những vùng này. Vậy thì khi mình buy, mình sẽ chốt lời ở đâu? Mình sẽ sử dụng Fibonacci retracement expansion, chúng ta đo từ dưới đáy lên cao nhất, đo xuống cái vùng đáy thấp nhất của giá hồi phục. Thì các bạn thấy nó sẽ về ở đây, nó về dùng 38.2%, nó rớt xuống này, không phải cái đáy này nha các bạn, và nó đi lên tiếp, nó đi lên luôn tới vùng 100% luôn. Vậy thì nếu chúng ta buy ở vùng 50% này, chúng ta có thể chốt lời ở Fibonacci expansion vùng 38.2% hoặc là vùng 100%, hoặc là có thể chốt lời ở vùng 50%. Vậy thì giả sử ở đây từ ở dưới đáy này lên đây là 481 pip, nếu chúng ta đo thì chúng ta sẽ thấy từ đáy này lên vùng 100% này cũng 481 pip. Đó, đó là cái cách thức để chúng ta đo lường mục tiêu để chúng ta đặt chốt lời. Vậy thì làm sao chúng ta buy được vùng này, dựa vào những lý do gì vậy? Chúng ta buy mới là quan trọng các bạn. Buy chúng ta sẽ dừng lỗ ở đâu? Okay. Vậy thì ở đây mình sẽ có black signal. Như thường lệ thì các bạn thấy mình chia sẻ black signal, chúng ta enter buy sell hai đầu. Ok, cứ thấy black signal chúng ta sell đáy, buy đỉnh. Vậy thì trong trường hợp này mình dự đoán đây là một xu hướng đi lên và nó hồi xuống, đây là vùng hồi phục và chúng ta canh buy để đi theo xu hướng tăng trước đó. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ ưu tiên buy mà không sell. Vậy thì mình thấy một cái black signal đầu tiên, chúng ta canh buy, buy trên đỉnh, stop loss dưới đáy, chúng ta không sell nhé các bạn. Và ra ngày hôm sau lệnh cho chúng ta không được kích hoạt bởi vì giá đi xuống phá đáy. Nếu chúng ta sell ở dưới đáy thì chúng ta sẽ bị lỗ một chút thôi, không đồng đáng là kể. Tuy nhiên ngày này mình không có sell, mình buy, vậy thì lệnh mình không trigger, không có đề gì hết. Sau khi ngày kết thúc, chúng ta thấy lệnh không có kích hoạt vào thị trường, chúng ta xuất hiện một black signal tiếp theo các bạn. Vậy thì chúng ta cũng làm y chang vậy thôi, chúng ta canh buy mà, canh buy ở vùng Fibonacci retracement vùng 50%, chúng ta đặt buy stop trên đỉnh của black signal, đặt stop loss dưới đáy. Qua ngày hôm sau các bạn thấy thị trường break out, hết lệnh buy, đóng cửa trên khoảng một pip thôi. Thông thường nếu chúng ta day trading thì chúng ta sẽ cắt cái lệnh này, không lời bao nhiêu hết. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ trade theo xu hướng, mình dùng Fibonacci mình trade theo xu hướng thì mình sẽ giữ luôn, mình sẽ chốt lời theo mục tiêu của Fibonacci expansion. Chúng ta có thể chốt lời về 38.2, các bạn thấy giá đi lên tới 38.2, rồi nó rớt xuống nè các bạn thấy không? Hoặc chúng ta có thể chốt lời ở vùng đỉnh cũ, nếu vùng đỉnh cũ thì nó cũng cùng với 50% của Fibonacci expansion. Để mình đo lại cho các bạn thấy. Fibonacci expansion, mình sẽ lấy Fibonacci expansion, nếu đây là xu hướng tăng, mình buy để đi theo tăng luôn, thì mình sẽ cũng đo từ dưới đi lên đỉnh cao nhất và kéo xuống cái giá thấp nhất của cái retracement. Trước đó thì các bạn thấy nó xuất hiện. Ok, 23.6, 38.2, 50, 61, 100%. Vậy thì lệnh này chúng ta sẽ ăn dài hơn. Ok các bạn, chúng ta sẽ thắng dài hơn là chúng ta sẽ giao dịch trong ngày. Và trong quá trình đó các bạn thấy một black signal tiếp theo, chúng ta cũng canh buy thôi. Ok, các bạn thấy không, thị trường vẫn đi lên. Giả sử nếu chúng ta giỏi, chúng ta có thể chốt lời ở vùng 100% này, cực kỳ tuyệt vời đúng không các bạn, quá tuyệt vời. Vậy thì
Fibonacci retracement nó chỉ hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng các bạn, còn thị trường đi sideways thì nó không, chúng ta không sử dụng được các bạn. Đặc biệt nha, thị trường phải có xu hướng tăng rõ hoặc giảm rõ. Ở đây chúng ta nhờ có thị trường nó hình thành cái khu vực đáy đây các bạn, break out lên và chúng ta xác định được đây là sóng tăng chờ hồi phục chúng ta vài lần. Ok, rồi chúng ta sẽ quay lại khúc hồi nãy chúng ta sẽ giao dịch thị trường đi xuống đây. Chúng ta xác định được xu hướng xuống, hồi phục, xuống tiếp các bạn. Vậy tại sao chúng ta mạnh dạn xác định được đây là xu hướng xuống? Bởi vì trước đây các bạn thấy xu hướng xuống, ok, đỉnh này vẫn thấp hơn đỉnh này và nó đi xuống, nó phá luôn cái đáy này. Vậy thì đây là một cái sóng xuống đẹp. Vậy thì chúng ta chờ thị trường hồi phục đi lên. Nó dừng lại khu vực 50% và nó đi xuống tiếp. Vậy thì ngay 50% này mình xuất hiện black signal. Chúng ta ưu tiên sell phá vỡ đáy black signal. Các bạn thấy nha, sell phá vỡ đáy black signal, stop loss trên đỉnh và chúng ta giữ lệnh đi theo. Chúng ta có thể chốt lời về đáy cũ hoặc về các mức Fibonacci expansion. Chúng ta lấy Fibonacci expansion ra đo. Xu hướng xuống thì chúng ta kéo từ trên đỉnh xuống dưới đáy thấp nhất và kéo lên cái đỉnh cao của cái retracement này, đỉnh hồi ở đây. Thì các bạn thấy nó sẽ xuất hiện đây. Ok, 23.6, 38.2, 50%, 100%. Vậy thì chúng ta sell ở đây. Nếu chúng ta day trading, chúng ta sẽ chốt lời đây, không có lời nhiều, bằng chúng ta đi theo xu hướng luôn. Các bạn đi theo xu hướng và chúng ta sẽ thắng cái lệnh này rất là dài, đúng không ạ? Và chúng ta kiểm tra tiếp cái Fibonacci retracement của cái khu giá tiếp theo. Mình xóa hết cái này. Ở đây các bạn một sóng đi xuống nữa nè. Ok chưa? Đi xuống. Và các bạn thấy nó cũng hồi lên 50% và rớt xuống nữa, đúng không ạ? Vậy thì ở khu vực 50% này, nếu chúng ta có những tín hiệu gì, chúng ta enter vô và chúng ta nhìn thấy nó hồi, nó dừng lại nè, dừng lại đi xuống, gặp black signal, chúng ta enter lệnh sell và chốt lời về khu vực đáy này hoặc về 50%, vân vân, chúng ta sẽ chiến thắng. Đó là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và đặc biệt trong Fibonacci retracement này, thị trường có xu hướng, mình nhắc lại, thị trường phải có xu hướng thì nó hoạt động hiệu quả, rất hiệu quả. Và chúng ta dùng những cái tín hiệu buy sell của chúng ta sẽ buy sell những vùng retracement 38.2, 50% hoặc 61.8%. Và đặc biệt một lưu ý nữa, khi thị trường nó hồi phục về quá 61.8% thì khả năng nó sẽ quay về đỉnh cũ rất cao các bạn. Do đó chúng ta thận trọng, mình chỉ thích từ 61.8% trở lại thôi, mình mới enter vào lệnh. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.